Hoàng Vy xin kính chào quý vị đang đến với chương trình MV Breaking News Người Việt TV. Hôm nay là ngày thứ ba, ngày 2 tây tháng 4 và kính chúc quý vị có một ngày bình yên. Thưa quý vị, dân Đông Nam Á thích chơi với Mỹ hơn hay là với Trung Quốc hơn? Câu trả lời ngày nay, ngày hôm nay đến từ kết quả của bản khảo sát của nhà nước Đông Nam Á 2024 do Viện Yusof Dây sát ở Singapore thực hiện sẽ đưa ra một cái kết quả khá ngạc nhiên và cũng có lẽ là cái lần hiếm hoi và lần đầu tiên dân Đông Nam Á chọn là chơi với Trung Quốc hơn là chơi với Mỹ thưa quý vị. Có đến 50.5% người được khảo sát nói là thích Trung Quốc, trong khi đó chỉ có 49.5% người được khảo sát thì chọn Mỹ mà thôi. Trong số 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đó thì người Malaysia là thể hiện rõ nhất cái khả năng liên kết với Trung Quốc với tỷ lệ là 75.1%, tiếp theo sau là Indonesia với 73.2% và đứng thứ ba là Lào với hơn 70%. Đây là lần đầu tiên như chúng tôi vừa thưa là Bắc Kinh vượt qua Washington kể từ khi cuộc khảo sát thường niên bắt đầu từ năm 2020. Vào năm 2023, là năm ngoái đây, những người được hỏi cho thấy chỉ có khoảng 38% dân Đông Nam Á là chọn muốn chơi với Trung Quốc, trong khi đó hơn 61% là muốn chơi với Mỹ. Nhưng mà nay tình hình đã khác rồi và rất là ngạc nhiên cuộc khảo sát này, người dân Đông Nam Á lại chọn là chơi với Trung Quốc nhiều hơn. Theo tờ báo Nikki cho biết, cái khảo sát này phản ánh thái độ hiện nay đang có xu hướng là đang là trending đó của những cá nhân có thể có tác động đến chính sách và các vấn đề khu vực và có vẻ như đây là một cái xu hướng mới ở đông nam á đối với những cái, cái cái nhìn nhận của người dân Đông Nam Á đối với hai cường quốc trên thế giới. Theo Nikki thì tất cả các quốc gia trên Đông Nam Á đó đều được hưởng lợi từ cái sáng kiến của vành đai và con đường cũng như là có quan hệ thương mại mạnh mẽ với lại Trung Quốc. Năm 2023, Indonesia cũng đã khai trương tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên trong khu vực. Với hợp tác xây dựng với Trung Quốc, nói đâu xa Việt Nam vào ngày hôm qua cũng tuyên bố là muốn học hỏi, muốn hợp tác cái kinh nghiệm xây dựng đường sắt với lại Trung Quốc. Trong khi đó, thưa quý vị, thì nhiều công ty nhà nước Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư vào hạ tầng cơ sở, rồi hạ tầng năng lượng ở Lào. Cho nên Lào cũng là nước trong top 3 nước ở Đông Nam Á mà yêu chuộng Trung Quốc là như vậy. Và ở chiều ngược lại, thì khảo sát cho thấy là Mỹ có sự suy giảm về tín nhiệm, về cái sự tin cậy và yêu thích của người dân Đông Nam Á đối với cường quốc số 1 trên thế giới. và Nhưng mà có một cái chi tiết là trong số những nước Đông Nam Á đó thì có Philippines lại rất là yêu thích và ủng hộ Mỹ mạnh mẽ lên đến 83.3%, cũng dễ hiểu thôi, những ngày này quý vị thấy là giữa Trung Quốc và Philippines đang có cái căng thẳng rất là cao độ đỉnh điểm ngay tại biển Đông. Ông tổng thống Philippines như chúng tôi đã thưa đã thề là sẽ chống trả đến cùng có nhượng bộ Trung Quốc kỳ này nữa đâu. Trung Quốc hà hiếp quá đáng và Mỹ thì nói là Philippines có chuyện gì thì có anh cùng lo. Và chính vì điều đó mà cho nên người dân Philippines, người dân ở Đông Nam Á cũng cảm thấy rất là chán ngán cái sự mà hung hăng bành trướng của Trung Quốc, nhất là Philippines trong những ngày này cho nên không có khó hiểu khi mà trong bản khảo sát người dân nước này cảm thấy là yêu thích Mỹ nhiều hơn thưa quý vị đó là câu chuyện đầu tiên và cũng là một cái kết quả mà phải nói rất là đáng ngạc nhiên một lần nữa người dân đông nam á lại thích chơi với Trung Quốc hơn là chơi với Mỹ. Trở lại với nước Mỹ thưa quý vị, ngày hôm nay người dân Mỹ vẫn trong cái xu hướng là theo dõi từng nhất cử nhất động của hai ứng cử viên trong cái kỳ bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay, xem hai bên có động thái gì gây quỹ, tranh cử như thế nào, tín nhiệm ra sao và gầm nổ như thế nào. Ngày hôm nay, người dân Mỹ được nghe cựu tổng thống Trump lại một lần nữa gầm nổ lên. Ông rất là giận dữ, ngay trong lễ phục sinh chúng tôi đã gửi tin đến quý vị và hôm nay ông lại tiếp tục giận dữ nữa là bởi vì chánh án trong cái vụ ở Mahan là cái vụ truy tố hình sự đầu tiên sẽ xảy ra sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 ở New York trong một những cái mớ bồng bông rắc rối pháp lý của cựu tổng thống Trump. Chánh án Juan Merchant vừa mới expand ra mở rộng ra thêm cái lệnh bịch miệng gag order. Nếu như vào tuần trước thì ông chánh án yêu cầu là ông Trump không được chỉ trích công kích những cái nhân chứng nhân viên của tòa những ai mà có liên quan và thậm chí là bồi thẩm đoàn trong cái vụ án này nhưng mà được quyền là chỉ trích chánh án và ông chánh biện lý avinbrad nhưng mà vì cái kẻ hở đó cho nên ông Trump trong cuối tuần vừa rồi, ông liên tục chỉ trích cô con gái của ông chánh án là Lauren Merchant và nói là đây là một cái nhân vật mà siêu tả luôn và đang có một cái tham vọng, một cái khát vọng là mơ ước nhìn thấy ông Trump ngồi sâu sâu sắc. Và chính vì lý do đó mà tránh biện lý Alvin hôm thứ Sáu đã phải viết thư cho tòa yêu cầu tòa là làm rõ đi là có được công kích gia đình người thân của tòa hay là của chánh án của chánh biện lý hay không nó dẫn đến vào ngày hôm thứ hai vào chiều tối thì ông chánh án bắt đầu là mở rộng thêm phạm vi đó và nói là kể từ đây về sau ông trump không được quyền chỉ trích những thành viên gia đình của chánh án Juan Merchant hay là của chánh biện lý Alvin Chính vì lý do đó mà bên phía chiến dịch tranh cử của ông Trump, người phát ngôn là Steve Chung cho rằng cái lệnh này cái lệnh cấm này nó không có mang nó không có được quy định trong hiến pháp nó vi hiến và nó vi phạm cái quyền tự do ngôn luận của ông trump một cái ứng cử viên hàng đầu cho chiếc ghế tổng thống năm vào tháng 11 năm nay và nữa là hơn một triệu người dân mỹ có cái nhu cầu rất lớn được lắng nghe ông trump nói mỗi ngày vậy mà bây giờ lại bịt miệng ông như thế này thì làm sao ông nói đó là cái sự chỉ trích của bên phía đại diện cho ông trump ông trump sáng hôm nay ông cũng gầm nổ và ông nói rằng là chánh án whammerchin xứng đáng phải bị loại trừ ra khỏi cái chiếc ghế chánh chánh án không nên tiếp tục ngồi vào vị trí đó và xét về sâu thẳm vấn đề đó thì cái vụ án này không có nên xảy ra không có bất kỳ một cái tội nào hết và không nên có những cái phiên tòa như thế này đó là diễn tiến mới nhất và vì vậy cho nên người dân mỹ tiếp tục được nhìn thấy ứng cử viên donald trump vẫn gần như rất là giận dữ mỗi ngày thưa quý vị nhưng mà có nhiều ý kiến người ta cho rằng ông tránh biện lý avenrod và thậm chí là tòa có cần thiết phải đưa ra lệnh gag order đối với ông trump như thế này hay không bên đồng ý thì nói rằng là phải chứ khi mà ông Trump cứ tấn công như thế này thì tính mạng những người có liên quan sẽ bị nguy hiểm bởi vì ông có một cái lượng lớn những người theo dõi, những người tôn sùng và yêu thích ông và họ tin theo những cái điều mà ông cáo buộc và thậm chí là từ đó đến nay có rất nhiều những cái lời đe dọa lấy mạng dành cho từ chánh án cho đến các bộ trưởng tư pháp và các công tố viên đặc biệt. Nhưng những người khác, những cái người thì cho rằng cũng không nên như mà ông chánh biện lý Alvin Brad mà đưa ra cái yêu cầu yêu cầu tòa là mở rộng cái lệnh ghép order này với hai lý do. Thứ nhất là tạo cho ông Trump có thêm cái lý do để mà chỉ trích những cái vụ án, những cái phiên tòa xét xử như thế này. Và bởi vì ông nói thì vẫn có rất nhiều người tin cho nên ông cứ nói đây là cuộc săn lùng phù thủy, đây là một tội ác và thậm chí nói như lời phát ngôn viên của ông Trump Chính những cái viên tòa như thế này, ngày hôm nay ông Steve Trung nói tất cả đều đang làm việc cho Joe Biden để mà hãm hại ông Trump như vậy. Bên phía ông Trump sẽ có lý do chỉ trích và sẽ có người tin. Và điều thứ hai, theo như ông phó giám đốc, cựu phó giám đốc của FBI là ông Andrew McCabe ông nói rằng là chánh biện lý Arvin Brad thay vì tập trung cái thời gian của mình để chuẩn bị những cái lập luận những cái chứng cứ để mình có một cái best case những cái phiên tòa xảy diễn ra nó thuyết phục nhất đối với bồi thẩm đoàn hơn là loanh quanh đi yêu cầu tòa đưa ra thêm cái lệnh get order tạo thêm cái cơ sở cho ông trump chỉ trích và nó làm sao nhãn phiên tòa mà thôi và nữa còn ông trump còn có thể thực hiện cái chiến thuật là kháng án lên tòa trên về những cái lệnh get order này như vậy thì phiên tòa nó sẽ bị delay delay, delay, trì hoãn. Đó là nằm trong những chiến thuật mà ông Trump vẫn sử dụng trong suốt cái thời gian vừa qua. Câu chuyện liên quan đến cựu Tổng thống Trump và những cái lời cuồng nộ, nó sẽ nối tiếp rất dài và từ đây đến tháng 11, người dân Mỹ sẽ tiếp tục được nhìn thấy thưa quý vị. Và bên cạnh đó, đối thủ chính trị lớn nhất của ông Trump bây giờ và người cũng thường xuyên xuất hiện trong hầu như là mỗi ngày trên trước Social thông qua những cái post của cựu Tổng thống 45, đó là về đương kim tổng thống Joe Biden. Và hôm sáng ngày thứ ba thì ông Biden cũng có một cái cơn cuồng nộ nhưng mà không có liên quan gì hết đến đối thủ chính trị lớn nhất của mình mà là đối với Florida, đối với ông thống đốc Ron DeSantis và đối với một cái đạo luật mà ông Biden cho là nó extreme quá, nó khắc khe nó cực đoan quá đó là chuyện tòa ở Florida vừa mới bác bỏ cái luật là cho phép người phụ nữ phá thai trước 15 tuần thay vào đó là cho cái luật mà ông Ron DeSantis đã rất là ủng hộ và đẩy tới đó thưa quý vị là cấm phá thai sau 5 tuần và thậm chí nhiều người cho rằng người phụ nữ trong cái giai đoạn này đó họ còn không biết là họ có thai cơ mà cho nên cái luật này rất là nghiêm ngặt và rất là khắc khe. Ông Biden ngày hôm nay cũng nói là cái chuyện này nó nguy hiểm quá và nó quá là giận dữ đi là bởi vì nó sẽ tạo tiền lệ cho các tiểu bang khác nó noi theo. Và điều quan trọng hơn là nó sẽ bóp nghẹt cái quyền, cái sự tự do của người phụ nữ trong quyền quyết định cái lựa chọn của mình về sức khỏe, về sinh sản, về tính mạng. Một lần nữa trong khoảng thời gian 6 tuần, người phụ nữ còn không biết là mình đã có thai. Thì nếu như mà vì bất kỳ một lý do nào đó mà họ tìm kiếm cái sự trợ giúp để mà phá thai thì chắc chắn là sẽ chết theo cái đạo luật của Freida. Ngoài ra, Freida còn dành số tiền 25 triệu đô la Mỹ tài trợ mỗi năm cho các trung tâm hỗ trợ thai sản nhằm mục đích ngăn cản phụ nữ phá thai. Ông Biden nói là chuyện này ông rất là giận dữ là bởi vì nó sẽ tạo cái tiền lệ và làm cho ông thống đốc Ron DeSantis vốn là một cái nhân vật đã từng ra tranh cử là ứng cử viên tranh cử tổng thống nhưng là một nhân vật mà mọi người nói rằng nó rất là cực đoan, cực đoan hơn nhiều so và bảo thủ hơn nhiều so với cựu tổng thống Trump thì từ cái đạo luật này là một chiến thắng đối với Ron DeSantis sẽ có thêm những bước đi về sau để đưa ra những cái đạo luật ngày càng hà khắc hơn đối với người dân ở Florida. Đó là nguồn cơn của sự giận dữ của ông tổng thống Biden ngày hôm nay thưa quý vị. Và nhân nói tới chuyện bầu cử thì ngày hôm nay cũng có một câu chuyện liên quan đến một người Mỹ gốc Việt ở Iowa là đã sử dụng đủ thứ chiêu trò của mình. Giống như ông bà mình có nói câu là chồng em áo gấm em À, chồng em áo rách em thương mà chồng người áo gấm sông hương mặt người Đối với người phụ nữ ở Iowa này thì bà đang làm tất cả mọi cách Để giúp đỡ, để hậu thuẫn, để đứng sau lưng và đẩy chồng mình đi tới Đặc biệt là trong cái cuộc bầu cử trước đây thưa quý vị uhm, Theo thông tin mà chúng tôi đọc được trên tờ Newsweek Thì vợ của giám sát viên một quận hạt ở Iowa đã bị kết án 4 tháng tù vào ngày hôm thứ hai sau khi bị kết tội là âm mưu nhét thêm phiếu vào thùng để ủng hộ chiến dịch tranh cử của chồng bà cho chiếc ghế trong quốc hội nhân vật này có tên là kim phương taylor cũng chịu lệnh quản thúc tại gia 4 tháng sau khi ra tù và phải trả phải đóng mức tiền phạt là 5.200 đô la Mỹ. Công tố viên cho biết trong bản cáo trạng là bà Taylor bị kết án vào tháng 11 của năm ngoái rồi nhưng mà ngày hôm nay mới đưa ra cái án mức án tù đó. Thì bà bị cáo buộc 52 tội danh liên quan đến gian lận cử tri. Bà đã dụ dỗ những cử tri gốc Việt vốn không có trình độ anh văn hoặc là không có hiểu hết tiếng anh ở trên cái lá phiếu đó bà đã tới từng nhà dụ dỗ rù rì rồi nói rằng giúp các cử tri đặc biệt là những người cao niên có tuổi mà không rành tiếng anh nữa không có am tường về các cái ứng cử viên hay là về những cái luật lệ bầu cử bà nói là bà điền giúp rồi đi bỏ phiếu giúp chẳng những cho những cử tri đó mà cho con cái trong gia đình của họ thì các công tố viên cho biết là âm mưu này được vạch ra là để giúp chồng bà là jeremy taylor cựu thành viên Hạ viện của Iowa được về đích ở vị trí thứ ba trong cuộc đua năm 2020 nhằm giành được sự đề cử của đảng Cộng Hòa để tranh cử một chiếc ghế quốc hội thuộc địa hạt 4 tiểu bang Iowa. Và không có ai làm chứng cho việc là bà Kim Taylor đích thân có ký vào những cái lá phiếu. Nhưng bên công tố nói là cứ mỗi lần bà tới tận nhà của mỗi cử tri là mỗi lần bà có một tờ đơn bầu cử được điền vào là tình tiết chung trong suốt vụ án. Đó là cái câu chuyện về người phụ nữ gốc Việt đã có gian lận bầu cử và đã có kết một cái kết cục là 4 tháng tù giam như thế này thưa quý vị. Một câu chuyện khác liên quan đến tình hình thị trường, tình hình lao động của Mỹ vào hồi tháng 2 bởi vì đây là một trong những chỉ số để mà ngân hàng dự trữ liên bang quyết định là có giảm lãi suất hay không Lãi suất vốn là một ác mộng đêm hè hiện nay đối với người dân Mỹ khi mà họ rất là khó khăn khó bề xoay trở khi mà đi mua nhà, khi mà đi mua xe, thậm chí là trả nợ credit card thì ngân hàng trung ương người ta cứ trùng trừ là bởi vì thị trường lao động vẫn còn rất là tốt. Con số sáng nay đưa ra thưa quý vị do Bộ Lao động công bố vào sáng ngày thứ ba đó thì cho thấy là thị trường lao động của Mỹ có thêm 8 triệu 8 việc làm mới. Trong khi đó vào tháng trước thì chỉ có thêm 8.74 triệu việc làm mà thôi, coi như là việc làm mới thì được tăng lên và đa số là nằm trong những cái ngành dịch vụ nè, rồi sáng tạo nè, rồi bảo hiểm nè, rồi về tài chính nè. Trong những cái việc làm của liên bang thì không thấy có nhiều công việc làm mới ra như vậy. Thì đây là một cái chỉ dấu tốt cho thấy là thị trường lao động vẫn là vững chắc trong suốt cái thời gian vừa qua như thế này và một lần nữa nó có vẻ như là nghịch lý nhưng mà ngân hàng dự trữ trung ương chắc chắn là sẽ xem xét yếu tố này để quyết định là có giảm lãi suất hay không. Nhưng mà nó có một ý khác thưa quý vị, lại theo cái chiều hướng ngược lại là cái số mà lay off, cái số mà sa thải ở trong tháng 2 nó lại tăng. Nó lại tăng nếu như hồi tháng 1 là chỉ có 1 triệu 6 trường hợp người lao động bị lay off mà thôi, bị sa thải mà thôi. Thì vào tháng 2 là lên đến 1.72 triệu người bị sa thải từ công việc của mình và cái mức này nó tăng lên so với trước đại dịch so với cái hồi đại dịch năm 2019 đó cũng là một cái xu hướng mà người ta phải chú ý trong cái thời gian gần đây và câu chuyện kế đến liên quan đến một vụ nổ súng ở Phần Lan thưa quý vị, là một trong những quốc gia mà luôn luôn đi đầu trên thế giới là về nước mà có cái chỉ số người dân luôn cảm thấy hạnh phúc và luôn cảm thấy bình yên. Nhưng mà ngày hôm nay đất nước này phải nói là hơi shaking là vì cái vụ nổ súng xảy ra tại trường học tại một trường tiểu học nơi có khoảng 800 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, có nghĩa là trong độ tuổi từ 7 tuổi cho đến 16 tuổi, thì những người liên quan đến vụ nổ súng đều là trẻ vị thành niên. Nghi phạm cũng là vị thành niên 12 tuổi và đã bị bắn chết và có hai học sinh khác thì bị thương. Những cái vụ xả súng ở trường học trái với nước Mỹ là gần như cơm bữa như thưa quý vị Đến mức độ mà Tổng thống Biden nói là cái chuyện xả súng ở trường học á nó phẫn nộ và nó giống như là một cơn đại dịch của nước Mỹ vậy. Thì ở Phần Lan, những cái vụ như thế này nó không nhiều bởi vì chính phủ có những cái quy định kiểm soát súng rất là chặt chẽ. Ví dụ như họ đưa ra cái bài kiểm tra năng lực cho tất cả những người xin giấy phép sử dụng súng và độ tuổi thì được giới hạn là phải 20 tuổi thì mới được nộp đơn xin để mà mua súng thì có khoảng 1 triệu rưỡi khẩu súng được cấp phép và khoảng 430.000 người có giấy phép tại Phần Lan. Đó là câu chuyện mà ngày hôm nay đang xảy ra tại một trong những nước Bắc Âu mà có cái chỉ số là người dân rất là hạnh phúc trong suốt nhiều năm liền. Và tin tức cuối cùng của ngày hôm nay thưa quý vị liên quan đến Việt Nam. Cái câu chuyện này không biết đây là một cái tai nạn, một cái câu chuyện là vì mình xui xẻo hay là mình khờ dại không biết nữa, tùy theo quý vị đánh giá. Nhưng mà trong vòng hơn một năm, một người đàn ông ở Hà Nội đã bị một người phụ nữ lừa mà lừa đến 100 lần với số tiền bị thiệt hại đó lên đến gần 9 tỷ đồng là gần 400.000 đô la Mỹ. Ngày hôm nay thì công an quận Từ Liêm ở Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án đối với bà Lê Thị Tuyết Mai, 38 tuổi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ai của một cái người đàn ông mà bà quen có tên được viết tắt là tên NDT. 42 tuổi và bởi vì bà Mai thì vay của ông này 48.000 đô la Mỹ mà không có chịu lãi, tức là vay mà chỉ là coi như là rất là giúp đỡ luôn đó, có thiện cảm cho nên vay không có lãi. Nhưng mà khi đòi thì bà Mai không có chịu trả và bà còn nói dối với ông này đó là đã dùng tiền đầu tư vào việc đưa người đi xuất cảng lao động sang Úc và tuy nhiên số tiền này thì đang bị lãnh sự quán Úc nợ động lại cho nên bà Mai không có rút ra được cho nên bà ghi tên của ông là nạn nhân mà bà lừa đảo đó vô đại sứ quán Úc để là người thụ hưởng khi mà giải quyết xong những cái thủ tục tháng 5 năm 2022 bà Mai giả giọng miền Nam gọi điện cho nạn nhân là ông Thi này và tự xưng là nhân viên lãnh sự quán của Úc muốn hỗ trợ ông làm những cái thủ tục để mà có thể rút lại tiền thì ông nhưng mà muốn rút lại tiền thì ông phải đóng thêm một cái khoản phí thì mới nhận được tiền. Do tin tưởng tưởng là người của lãnh sự quán Úc cho nên ông đóng tiền theo yêu cầu nhưng cứ bị thông báo là trục trặc nộp muộn hoặc không đúng với mã số quy định, phải tiếp tục đóng thêm tiền nữa mới lấy tiền về nếu không muốn chịu trách nhiệm pháp lý. Và công an quận Nam Từ Liêm ở Hà Nội xác định là từ tháng 5 năm 2022 cho đến tháng 7 năm 2023, nạn nhân đã thực hiện hơn khoảng 100 giao dịch với tổng số tiền gần 350.000 đô la Mỹ, tức nghĩa là gần 9 tỷ đồng đó thưa quý vị. Còn số tiền mà bà Mai đã chiếm đoạt được bằng những cái thủ thuật như thế này. Bà làm gì? Bà dùng chi tiêu cá nhân, mua sắm và trả nợ. Đó là câu chuyện một lần nữa nhiều người chép miệng là không biết người đàn ông trong câu chuyện này gọi là xui rủi hay là bị dại khờ, nhưng mà lừa tới 100 lần thì chắc không phải là một con số nhỏ. Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý của ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.